khi phiếu tiêm vaccine COVID-19 được gửi tới thì Phong bì được gửi tới sẽ như sau Đây là thông báo về tiêm chủng vaccine COVID-19 Sẽ có ký hiệu thành phố Hamamatsu như thế này Các bạn hãy đọc mã QR ở đây để xem giải thích bằng tiếng nước ngoài Mã QR này sẽ kết nối với trang chủ tiếng nước ngoài của thành phố Hamamatsu là trang Keno Hamamatsu và các thông tin này cũng sẽ có ở trên trang chủ của hai sự. Bên trong phong bì bao gồm 5 loại hồ sơ. Thứ nhất là phiếu tiêm chủng. Vắc xin COVID-19 được tiêm chủng miễn phí. Và đây là số phiếu, khi đặt lịch sẽ cần có số phiếu này. Thứ hai là phiếu kiểm tra y tế sơ bộ hãy điền vào phiếu kiểm tra y tế sơ bộ bằng tiếng nhật này nhé. Các bạn hãy đối chiếu nội dung với bản dịch của phiếu kiểm tra y tế sơ bộ này ở đường link dưới đây rồi điền vào phiếu kiểm tra y tế sơ bộ bằng tiếng nhật nói trên. (Thứ ba là hồ sơ hướng dẫn cách đặt lịch hẹn để tiêm vaccine, thứ tư là danh sách bệnh viện, thứ năm là giải thích về vaccine) và các bạn có thể xem bản dịch tiếng nước ngoài ở đường link này. Cách đặt lịch tiêm chủng sẽ khác nhau theo từng độ tuổi. Thứ nhất, người trên 65 tuổi hoặc người đã đăng ký có bệnh nền, hãy liên lạc trực tiếp đến bệnh viện, phòng khám quanh khu vực hoặc ở hội trường tiêm chủng tập thể. Thứ hai, người dưới 64 tuổi, hãy đặt lịch ở hội trường tiêm chủng tập thể. Đây là thông tin cho tới thời điểm ngày mùng 7 tháng 7. Cách đặt lịch tiêm chủng ở hội trường tiêm chủng tập thể có 3 cách. Qua Line hoặc internet, hãy đọc mã QR này. Màn hình đặt lịch hẹn sẽ là tiếng Nhật, vậy nên các bạn có thể xem phần dịch từ mã QR này hoặc từ trang chủ của hai. Cách thứ ba đó là thông qua số điện thoại miễn phí 0120 319 567. Ở đây sẽ có thông dịch viên Vậy nên, sau giọng nói tự động, hãy chọn ngôn ngữ mà bạn có thể nói. Sẽ có thông dịch viên tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Anh, tiếng Philippines, tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc. Sau khi đặt lịch tiêm chủng xong, những thứ các bạn cần mang theo vào ngày đi tiêm là phiếu tiêm chủng. Phiếu kiểm tra y tế sơ bộ là bản tiếng Nhật có kèm trong phong bì này. Một trong ba loại thẻ sau: thẻ cư trú, hoặc bằng lái xe, hoặc thẻ bảo hiểm. Đối với những người có dùng sổ tay ghi chép lại các loại thuốc mà mình đã dùng thì hãy cầm theo nó. Và nếu các bạn có bất cứ thắc mắc gì về vaccine, xin hãy gọi đến số điện thoại miễn phí sau 0120 319 567. Hoặc nếu các bạn có bất cứ khó khăn gì, xin hãy liên lạc cho hai số điện thoại 053 458 2170.